Em quyết định rồi, em đi giải phẫu. Hả? Em giải phẫu cái gì? Mắt hay là mũi hay là miệng? Em muốn chuyển đổi giới tính. Em biết em nói ra điều này anh sẽ thật bất ngờ, giống bao nhiêu người khác. Nhưng mà đây là sự thật. Em muốn sống thật với chính mình. Em chán sống cái kiểu này quá rồi. Anh có biết là em mệt mỏi lắm không? Em muốn sống hạnh phúc như bao nhiêu người con gái khác. Nam ca sĩ Lâm Chí Khanh là gương mặt quen thuộc của thế hệ 8X, 9X với những bài hát nổi tiếng như Kẻ Cắp Trái Tim, Tình Yêu Sỏi Đá, Sầu Thiên Thu hay Mùa Đông. Phát hiện ra giới tính thật của mình từ năm 16 tuổi, nhưng đến năm 33 tuổi, ca sĩ Lâm Chí Khanh mới quyết định đi chuyển giới. Quyết định này của cô bị gia đình ngăn cản, nhưng vì muốn được hạnh phúc trong tình yêu, nên cô vẫn quyết tâm sang Thái Lan thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 20 tiếng. Ngày trở lại sân khấu trong hình dáng một cô gái, Lâm Chí Khanh đổi nghệ danh thành Khanh Chi Lâm và hiện tại là Lâm Khánh Chi. Cuối tháng 12 năm 2017, Khánh Chi đã tổ chức đám cưới với người chồng điển trai kém 8 tuổi và đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mỗi thời điểm nó có sự thành công khác nhau. Hiện tại Khánh Chi vẫn đi hát rất là nhiều show và tiền lương cát-xê Khánh Chi cũng rất là cao. Khánh Chi nổi tiếng kiểu khác, bây giờ Khánh Chi nổi tiếng kiểu khác. Ngày xưa là con trai, nổi tiếng, ngay thời điểm đó làm live show, không có ai làm, mình là người đầu tiên tiên phong. Đâm ra cái live show đó, nó tiếng vang rất là khủng khiếp, đi đến đâu ai cũng nghe. Đó là sự thành công đầu tiên của Khánh Chi vào năm 2000. Trái tim này chưa biết buồn, trái tim này chưa quen cười, trái tim này đang còn bối rối, chưa tìm ra lối. Thời gian này bao đông thầy, trái tim này sao ngủ dài, mãi mê chạy theo một chiếc bóng đang nhìn đường. Khi Khánh Chi làm con gái thì lại khán giả lại bất ngờ. Không phải ai mà tuổi như Khánh Chi mà cũng có thể làm mà chuyển giới mà xinh đẹp như Khánh Chi. Đó là một điều thành công của Khánh Chi. Bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người. Quen biết hay là gặp gỡ thì rất là nhiều người, nhưng để mà mình yêu cái người họ luôn thì khoảng 6 người. Nên mỗi lần chia tay một mối tình thì Khánh Chi rất là đau khổ và hụt hẫng rất là nhiều. Mà Khánh Chi yêu một người con trai thẳng 100% thì đương nhiên là không thể nào có cái sự lâu bền được. Và Khánh Chi biết được điều đó, nhưng mà tại vì mình yêu quá thì mình chấp nhận. Mình biết chắc chắn trước sau gì người ta cũng sẽ bỏ mình ra đi, vì mình không phải là con gái. Và chính vì trải qua năm mối tình như vậy, đau khổ như vậy, Khánh Chi mới quyết định chuyển giới làm con gái để mình không một lần phải bị như vậy nữa. Sau đám cưới thì chuyện tình cảm của Khánh Chi càng ngày càng mặn nồng hơn, có một sự ràng buộc hơn. Tại vì mình yêu nhau cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là yêu tìm hiểu như bao nhiêu cặp khác. Khi đã làm vợ, xác định là vợ chồng rồi, là chuyện gì mình cũng có thể là dung hòa, hay là mình suy nghĩ kỹ lưỡng để mình không thể nào làm tổn thương cái người yêu mình. Thế giờ như mình quen chơi qua đường, mình quen vui tìm hiểu thì cái chuyện chia tay nó dễ dàng. Nhưng khi đã là vợ chồng rồi nó khác. Và Khánh Chi và anh Ken cũng thường nói là mình đã là vợ chồng với nhau thì mình phải sống như thế nào để mình bảo vệ cái hạnh phúc này, và để cho mọi người thấy cái tình yêu mình là một tình yêu thật sự, và để cho mọi người ngưỡng mộ. Khánh Chi làm lễ cưới hỏi, lễ dằm ngõ, vu quy tân hôn, là Khánh Chi làm đúng nghi thức của ông bà ta ngày xưa. Và Khánh Chi thấy chưa có cô chuyển giới nào, cả luôn những cô hậu ở Thái Lan cũng chưa được đi cưới hỏi như Khánh Chi, thì Khánh Chi nghĩ đây là một điều rất là hãnh diện, truyền cảm hứng cho tất cả cộng đồng LGBT là nếu mình yêu chân thành mình sẽ gặp sự chân thành đến mình. Khánh Chi nghĩ đây là một cái thông điệp rất là hay cho cộng đồng LGBT. Và Khánh Chi là một người chuyển giới có thể nói là may mắn nhất trong thời điểm này, đã có một cái đám cưới được cha mẹ ruột hai bên và cha mẹ chồng công nhận và đi cưới hỏi đàng hoàng.